Trong dịp Tết Trung Thu, chúng tôi chúc cùng với thân yêu khắp mọi nơi trên đất nước để mừng vui Trung Thu. Chúng ta có những thể xa bộ vũ để ca tình thân chứa cùng năng và cùng yêu. Và chúng ta nhắm ánh sao lành, ánh trăng lành, tay khó và xin cho mọi người đi dân các người dân chúng tôi những người tôi và mặt trời công chúng được chế tạo cho mọi người mọi nơi mà đi dân sống. Tôi xin nhân dịp Trung Thu năm 2018 đã tổ chức buổi văn nghệ rất tươi đẹp ngày hôm nay dành riêng cho các em thiếu nhi. Hôm nay sẽ mang đến cho các em thiếu nhi thật nhiều niềm vui, một cái Tết Trung Thu đầy ý nghĩa. Các bạn thiếu nhi thân mến, chú Quậy và chị Hàng này, trong buổi Trung Thu ngày hôm nay thì chú Quậy và chị Hàng có mang món quà gì đặc biệt đến cho các bạn không? Chú Quậy có thể tiết lộ cái món quà mà chú Quậy dành tặng cho các bạn đấy ạ?
quà thì bắt đầu vô chương trình. Ủa, cô ơi có thưởng. Bạn nhỏ rất là xa xa, từ xa xa. Ôi, mời em có hàng này. Rồi. Có gì ha? Có hổ à? Sai rồi, lại tiếp tục sai rồi. Trôi đã dựng lên đèn trắng sao soi sáng trời đêm một phần.
chú này. Bây giờ bạn nào ngoan nhá, hàng thứ hai ai sẽ ngoan nhất cái buổi bây giờ này tặng quà. 3, 2, 1, các bạn thiếu nhi ta tập trung ở đây này, còn một phần quà nữa nha. Nhanh lên, nhanh lên. Chụp tặng quà ha, ai chụp máy đây đi rồi ai chụp đó ra chụp chút đó. Chúng ta ngồi ghế ha, rồi chúng ta chia sẻ với nhau, chúng ta đừng có lấy của ta nè, rồi chia ra cái gì và nước ngoài. Xin mời quý cha, quý thầy và